Gia nhập giới giải trí đã lâu, nhưng phải đến khi bộ phim Lưu Ly ra mắt vào năm ngoái, thì Viên Băng Nghiên mới trở nên nổi tiếng và được nhiều khán giả biết đến. Bộ phim này giúp Viên Băng Nghiên thành danh, nhưng nó chẳng để lại cho nữ diễn viên ký ức tốt đẹp gì khi bạn diễn Thành Nghị trưng vẻ mặt lạnh lùng, tránh cô như tránh tà tại buổi họp báo. Thêm vào đó, trong thời gian Lưu Ly Mỹ Nhân Sát phát sóng, Viên Băng Nghiên chịu nhiều chỉ trích vì tạo hình nhợt nhạt khiến cho khuyết điểm mặt gãy của cô bị lộ rõ. Netizen cho rằng Viên Băng Nghiên vốn có đường nét không sắc sảo nên khi trang điểm quá nhạt hay ăn mặc quá đơn giản sẽ bị chìm giữa dàn diễn viên hoa ngữ toàn là trai xinh gái đẹp. Sau tác phẩm này, nhiều fan hâm mộ và dân mạng đứng về phía Viên Băng Nghiên, mong cô hợp tác với bạn diễn tốt hơn, tử tế hơn. Mới đây, nàng tiểu hoa đã nhận một dự án phim mới mang tên Mùa Hoa Rơi Gặp Chàng, đóng cặp cùng với Lưu Học Nghĩa. Đây cũng là lần hợp tác thứ hai giữa hai người họ, thế nên khán giả rất mong chờ vào tác phẩm này. Trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh video tại buổi lễ bấm máy của Mùa Hoa Rơi Gặp Chàng. Cả Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đều khoác lên người trang phục cổ trang. Sau khi xem qua những hình ảnh này, dân mạng cảm thấy cặp đôi chính không mang lại cảm giác couple chút nào. Ngoài ra, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng về Viên Băng Nghiên. Trong video, Viên Băng Nghiên mặc trang phục màu đỏ, trên đầu có kẹp tóc và để tóc mái. Cùng với nụ cười ngọt ngào, cô nàng trông rất hoạt bát và đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ vào video tại hiện trường chưa qua chỉnh sửa, khán giả phát hiện ra rằng làn da của Viên Băng Nghiên thực sự rất tệ. Nữ diễn viên có nước da ngăm đen, chưa kể còn có rất nhiều mụn trên trán. Khuôn mặt của cô ấy trông không được mịn màng cho lắm, thậm chí có cả vết rỗ trên da. Nhìn tổng thể, nhan sắc và ngoại hình của Viên Băng Nghiên trong đoạn video gần giống như người thường, không có khí chất của một nữ minh tinh. Một số dân mạng còn chế nhạo cho rằng, nhìn Viên Băng Nghiên như thế đã mang lại cho họ không ít sự tự tin, vì trong minh tinh chẳng khác gì người thường là mấy, có khi còn kém hơn. Sang đến Trúc Khanh Hảo, lỗi trang điểm và phục trang đã được khắc phục dần. Viên Băng Nghiên chẳng những xinh đẹp mà còn toát ra thần thái sang chảnh, thanh lịch, đúng với tính chất mỹ nữ cổ trang hơn. Trúc Khanh Hảo được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình có tên Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta. Phim do Viên Băng Nghiên, Trịnh Nghiệp Thành đóng chính đã khai máy vào khoảng tháng 3 năm 2021. Trong Trúc Khanh Hảo, Viên Băng Nghiên đóng vai Lưu Linh, một mỹ nhân có nhan sắc hiếm có khó tìm. Nàng vừa ngọt ngào, vừa rực rỡ. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu cũng khiến người đối diện phải nao lòng. Sau này, Lưu Linh chạm mặt Thẩm Yến và cùng chàng viết nên câu chuyện yêu đương vô cùng thú vị. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lại xoay quanh chuyện tình kéo dài suốt ba đời ba kiếp của thượng thần Cẩm Tú, Lưu Học Nghĩa thủ vai và tiểu yêu Hoa Trà, dám yêu dám hận, Hồng Ngân, Viên Băng Nghiên thủ vai. Vì muốn giữ tiểu yêu ở lại bên mình mà thượng thần không tiếc tính mạng hay tu vi để bảo vệ nàng tu tiên.